Xin chào cả nhà đã đến với kênh của mình Phương Loan nha. Hôm nay là một buổi sáng ngủ dậy cả nhà. Bây giờ trời cũng là mưa, ở mình ra là mưa hai ngày cả nhà, mưa ngày mưa đêm luôn. Mà buổi sáng là mình không đi chợ được ha. Trong nhà mình có cái gì mình lấy làm cái đó. Hôm nay là mình suy nghĩ ra là mình làm một món bánh bánh pizza từ tôm nguội nha cả nhà. Mình làm cho mấy đứa nhỏ nó ăn buổi sáng luôn á. Nên cả nhà xem mình làm cùng nguyên liệu gì nha. Nhà mình có sẵn ha cả nhà, mình có là hai cái trứng vịt ha, với lại một cái cà, với một củ hành tây, nhưng mà đây mình có một ít hành ha, với mình có là 50g thịt bò, với lại nửa củ cà rốt thì mình cũng băm sẵn ha. Nhưng mà bữa mình mua hai gói xúc xích cả nhà, mình làm một gói rồi bây giờ còn một gói là 5 cây sẵn lấy để mình làm luôn ha. Với mình có một tô cơm nguội. Mới mua một chai tương kè cho cả nhà. Nói chung quán tầm bé làm nghề á, trời mưa mình đợi đón mình chạy qua mình mua hai chai, một chai tương kè với một chai sốt mai cho đi ha. Bây giờ mình bắt tay mình làm cho cả nhà. Rồi bây giờ mình đặt trứng cho cả. Mình đặt 2 trứng thịt đều ra nhưng mình làm 1 trứng rưỡi nha cả nhà. Còn nửa trứng này mình sẽ đổ sau ha. Rồi mình đánh lên. Để đây ha. Giờ mình cho tô tôm nguội vô trước. Để cho nó thâu luôn. Nhà mình nói chung ra cũng đông á cả nhà, 4-5 người nên mình làm cái bánh là hơi bự xíu ha, mình làm cơm hơi nhiều xíu cho cà rốt vào đây luôn nha. Trứng vịt đây là mình đổ 2 phần ha, mình chừa lại 1 ít, rồi mình chừa 1 ít để chút mình bỏ sau nha cả nhà. Mình đeo vào tay thì mình trộn đều hơn. Giờ mình đổ vô đây 2 muỗng mắm nha. Mình cho vô cơm 2 muỗng mắm. 2 muỗng lưng thôi chứ không có đầy nha cả nhà. Mình cho 2 muỗng nhỏ hạt nêm. Mình cho vào đây 1 muỗng dung đường luôn ha. Mình bỏ vô đây 1/2 muỗng tiêu luôn. Đem tay mình trộn nó mới đều. Mình bỏ cà rốt vô đây để mình làm cho cái cơm của mình á. Khi mình nướng lên nó không có cứng á cả nhà. Xớt cơm nó ngon. Mình cứ trộn cho đều những cái cơm mà nó còn hơi đóng cục ở cả nhà là mình sẽ bớt ra. Tại cơm là cơm nguội mà. Còn lại thì nó sẽ bị đóng cục. Bây giờ mình cho 1 muỗng bột bắp vô đây cho cả nhà. Cho cái bánh của mình nó kết thì nó ngon á. Tại vì nãy mình cũng quên giới thiệu cả nhà mình bỏ bột ha. Mình trộn lên luôn. Mình trộn thịt đều luôn ha. Vậy là xong nha cả nhà. Thời gian mình xong rồi là mình sẽ cắt xúc xích lên nha cả nhà. Mình cắt xúc xích với là hành tây, với là kệ ra luôn ha, với hành lá ra luôn ha. Mình xắt 1 phút gì là 3 miếng hả?
Đây thì mình cũng chỉ ra luôn. Chỉ mỏng mỏng gì luôn hả? Mình sắp ra kè mỏng mỏng không nha. Giờ hành tây với là cà chua mình cũng sắp cho xong rồi ha. Giờ mình sắp hành nha cả nhà. Cái hành củ này thì chút mình bỏ vô cơm nè. Còn mình sắp đây là hành lá. Bỏ vô cái chén trứng gà ha. Giờ mình cắt hành củ mình bỏ vô cơm nha cả nhà. Giờ mình bỏ vô cơm luôn ha. Rồi mình trộn lên luôn. Tiếp theo mình cho hành lá vào đây luôn nha. Rồi cho cái mình nãy mình để một phần trứng gà còn lại á, mình bỏ hành lá vào đây luôn. Rồi mình đánh lên. Giờ nguyên liệu mình cũng đã làm xong nha. Cái thịt này là mình không có tao nha cả nhà. Mình để sống gì để lên là có cái hơi nó chín cũng như là tái gì ha, ăn cho nó ngon ha. Rồi bây giờ mình chuẩn bị bỏ chảo nướng bánh nha ha. Bây giờ mình chế dầu vô đây. Giờ mình tắt lửa đây, rồi mình chén cho nó đều cái chảo mình ha. Giờ mình đổ cơm vô ha. Giờ mình ép nha cả nhà. Thì cơm mình nó cũng hơi nhiều quá, mình sẽ chia ra hai cái ha. Mình để một cái thì nó dày quá. Rồi mình chén đều cả nhà ha. Giờ mình để nắp lại mình nướng ha. Nướng để lửa thật nhỏ nha. Mình cho lửa thật nhỏ nha cả nhà. Lửa nhỏ cỡ đây ha. Rồi mình nướng từ từ cho nó dễ cháy lắm ha. Rồi vàng ngon chưa cả nhà, vàng đều quá ha. Rồi bây giờ mình sẽ chở mặt lại ha, mình chở lại mặt sau nha. Giờ mình lật lại nha cả nhà, lật lại mình nướng ha. Rồi cái mặt này mình cũng để lửa nhỏ lại nha. Rồi mình đậy nắp lại mình nướng tiếp tục ha. Giờ mình cho tương kè lên nha cả nhà. Cái sột sột cả nhà nghe. Cái bánh của mình nó đã giòn rồi đó. Viết mỏng luôn. Giờ mình cho thịt bò lên luôn ha. Mình bỏ xúc xích lên luôn nha. Mình chắc xúc xích xong rồi ha. Bên về mình giờ mưa lớn rồi cả nhà. Tiếp theo mình cho hành tây vô luôn nha cả nhà. Khi mình bỏ là mình tắt lửa ha, chứ không thơm để lửa nó cháy. Rồi tiếp theo mình cho kè chua vào đây luôn ha. Mình cắt miếng kè nó cái dao nó hơi lục đó, nó bể cả nhà, nó không được đẹp. Rồi tiếp theo mình rướn trứng gà lên nha cả nhà. Rướn trứng gà cho nó kết lại khỏi rớt xuất ra ha. Rồi giờ mình đậy nắp lên ha. Mình nướng cho lửa nhỏ nha cả nhà. Hả?
Nhà bánh của mình nó cũng đã chín rồi cả nhà. Nhìn thấy khô rồi nè. Giờ mình vớt đây ha. Bây giờ bánh mình cũng vớt ra mâm này nha cả nhà. Bây giờ mình cho tương ớt vô luôn ha. Giờ mình cho sốt mayonnaise vô luôn ha. Vậy là mình đã làm xong một cái bánh rồi ha. Giờ mình cắt bánh ra nha cả nhà. Mình sắp cắt bánh rồi mình ăn thử xem nó sao ha. Ăn thử nha, mời cả nhà cùng mình nha. Béo quá cả nhà ơi. Thơm mà thịt bò với lại xúc xích. Mà cái xách con nó đi vô á, rất là ngon luôn cả nhà. Nó cũng có tương ớt nữa, cái cây vừa phải rất là ngon. Cái món này là mình làm ăn sáng, uống nước là no cho bữa trưa luôn cả nhà. Nó giòn cái này ngon quá. Ăn nó béo ngại luôn cả nhà. Tôm nguội trong nhà mình là có sẵn tôm nguội cả nhà. Mình làm buổi sáng mình ăn ha. Rất là tiện lợi. Là công rẻ nữa cả nhà. Rồi thôi, video của mình đã kết thúc nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video thích thích. Nhấn cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Bye cả nhà nha.